Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ thí điểm quản lý các cá nhân tham gia đào tạo nhưng không thuộc cơ sở giáo dục để có cơ sở khoa học và thực tiễn trước khi luật hóa. Theo ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Quản lý cán bộ giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có rất nhiều người tự nhận là nhà giáo tổ chức các khóa đào tạo cả trực tiếp và trực tuyến. Trong quá trình xây dựng dự thảo luật nhà giáo, ban soạn thảo đã có đề cập đến vấn đề này. Một trong những điểm mới đáng lưu ý của dự thảo luật nhà giáo là Bộ Giáo dục và Đào tạo lần đầu tiên đặt ra yêu cầu về giáo viên phải chứng chỉ hành nghề nhằm đảm bảo việc chuẩn hóa đội ngũ này. Chứng chỉ hành nghề cho giáo viên sẽ là văn bản xác nhận tư cách nhà giáo do cơ quan có thẩm quyền cấp cho những người đạt tiêu chuẩn theo quy định. Các giáo viên đang dạy trong các cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập, trước ngày luật nhà giáo có hiệu lực sẽ được cấp chứng chỉ không qua sát hạch. Các trường hợp còn lại sẽ phải thi sát hạch để được cấp chứng chỉ.